Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì nói về cái trang phục 4.0, 4.0 là như thế nào? Đây, mình sẽ chứng minh cho các bạn xem luôn. Oh my god, đâu rồi ta? Đây 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 đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây đó. Trời ơi, kiếm cà rốt. Nó, mình đã có gọi là phụ kiện của vị tướng Butterfly rồi nhá. Tai thỏ. Úi trời ơi, về kiếm cà rốt, rồi tai thỏ, rồi tóc hồng cam này. Các bạn thấy sao? Cái trang phục gọi là 4.0 thế nào? Các bạn có thể tự do lựa chọn cái gọi là phụ kiện cho mình luôn. Đó. Chất chơi người rơi không? Thì những phụ kiện này các bạn có thể mua được nhá. Hiện tại mình đã có luôn rồi đấy. Mình sẽ test cho các bạn xem luôn. À, cầm cà rốt đi đánh nhau thế lấy máu, đói là cầm cà rốt đưa miệng nhai luôn. Chết không? Chất chơi người rơi liền. Giời ơi, còn cái tai tóc vàng nữa này. À tóc xanh nữa này. Ồ, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Các bạn thấy được không? Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý thì mình để test thử cho mọi người xem nó như thế nào nhá. Ok, mình sẽ vào đấu luyện luôn. Gắt. Ý trời ơi, thơm lưng như cừu gừng luôn. Kèo 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 kèo, trang phục 4.0 đấy. Các bạn có thể thay đổi được luôn. Ủa, cái này là Butterfly đông lạnh giá mà đúng không? What the hell? Ủa, cái củ cà rốt của mình đâu vậy? Oh, vô lý. Ủa, cái củ cà rốt của mình đâu ấy nhỉ? À, có lẽ mà mình gọi là... Từ từ đó, nào mình ra test lại con nào. Đây là lần đầu tiên mình test thử cái trang phục này luôn ấy. Mình cũng không biết nữa. Đấy, mong các bạn thông cảm nhá. Rồi nhá, vào Butterfly này. À, thì mày nó có chữ sử dụng đây này. Phải sử dụng nó. Xong rồi mình mới thử được. Ui giời ơi, hết cả hồn. Trời ơi, mình cứ tưởng vô lý. Ờ, tết 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 tết. Trời ơi. Các bạn thấy trang phục nào? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Ui, mẹ, nó cầm cái ấy kìa. Cái hiệu ứng hình ảnh thì nó thay đổi nhá. Thay đổi rất là nhiều luôn. Nó thay đổi thành thành cái củ cà rốt này, rồi tay thỏ này, rồi màu tóc này. Nhưng mà hiệu ứng âm thanh nói chung vẫn là âm thanh của cái kiếm nha các bạn. Có khi nào mình cây cầm cái gọi là trang phục gọi là củ cà rốt này vào mà tự dưng gọi là thấy con Slim ở bên kia ấy, nó nhìn thấy có cái hình gọi là củ cà rốt cái nó tự dưng nó lao ra nó đòi ăn không ta? Nó đòi ăn không ta? Nó đòi ăn củ cà rốt không ta? Đậu xanh là nó cho ăn kiếm vào mồm nó luôn chứ mà ở đó mà đòi ăn hả? Vơ va vơ vẩn. Úi giời ơi. Các bạn thấy gắt không? Gắt không? Quá là gắt luôn đấy chứ có phải dạng vừa đâu. Úi giời ơi. Hôm nay mình sẽ gọi là làm cái clip này để test cho các bạn xem thôi nhá. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Úi giời, úi ạ. Úi giời, úi ạ. Hả? Bựa nhở? Các bạn trông thấy nó bựa nhở? Bựa vãi lều ra luôn ấy. Hề. Trông nó cứ tiêu tiếu làm sao á. Ai đời đi cầm củ cà rốt đi đánh nhau. Đùa nhau chắc. Trông nó hơi dị dị các bạn ạ. Ui 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 ui. Nói chung là nó không có cái này, nó giống như một cái trang phục. Trang phục nhưng mà kiểu kiểu như mình có thể thay đổi được. Đó. Mình sẽ đặt gọi ăn lính để trụ coi. Từ khi cập nhật cái là mỗi nick mình phải cài đặt lại nha các bạn. Mình cài đặt lại máu thấp nhất với cả ăn lính để trụ nha. Mình đánh quen ăn lính để trụ rồi. Chứ không phải là mình để có một cái đâu. Tại vì mình quen tay rồi đấy các bạn. Nhiều lúc mình cứ gọi là bấm 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 vô đánh lính cùng không có ăn lính để trụ là nó không đánh lính đâu, hoặc là đánh trụ cũng vậy. Ui rồi cái trang phục này các bạn có thể gọi là tùy đổi được đó. Ví dụ các bạn có thể gọi là tí nữa mình sẽ thử xem như thế nào nhá. Tí nữa mình sẽ thử gọi là lấy mỗi cái vũ khí thôi, bỏ cái mũ đi, à, bỏ cái tai thỏ đi ha, hợp lý không? Hợp lý đó. Mình có thể sử dụng cái trang phục tùy theo cách riêng của mình đấy. Chất chưa? Các bạn thấy chất chưa? Các bạn thấy thấy nó đẹp như thế nào, nó đẹp cho với mình ấy, mình nhìn thấy nó đẹp á thì mình có thể sử dụng như vậy thôi. Ví dụ như mà mình sử dụng mỗi cái gọi là tai thỏ thôi cũng được. Các bạn có thể mua mỗi tai thỏ thôi, hoặc các bạn có thể mua mỗi cái màu tóc thôi. Đấy, hoặc các bạn có thể mua mỗi củ cà rốt thôi. Đấy, nó cầm nó đánh nhau luôn. Để cũng đói là cầm đưa miệng ăn liền. Đấy, tăng lực liền, ngon ngay. Hợp lý không? Hợp lý ngay nhỉ? Đó, mình sẽ thoát ra, mình sẽ test thử hai cái tính năng gọi là ấy kia cho các bạn xem nhé. Và ở cái bản cập nhật này thì nó sẽ thay đổi một số trang bị, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem luôn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ, đây là màu tóc, rồi mình chuyển qua màu tóc, tóc màu chanh nhỉ, màu xanh như sao màu chanh nhỉ? Kiếm cà rốt này, bỏ cái kiếm cà rốt đi này, đó, nó là cái kiếm thường. Mình sẽ bỏ tay thỏ đi luôn. Đó, còn mỗi màu tóc thôi các bạn. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp ấy chứ. Đó, ghê không? Vừa không? Vừa không? Vừa không? Chắc là sau này nó sẽ ra nhiều cái màu tóc rồi vũ khí khác nhau các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đấu luyện luôn nhá. Đó, đợt này thì mình sẽ thử như thế này xem nó đẹp hơn không. Đợt này thì mình đã bỏ cái tai thỏ ra rồi. Đó, chỉ còn mỗi củ cà rốt thôi.
Có mỗi củ cà rốt với cả màu tóc thôi các bạn ạ. Em ơi, ai hành đời vác trên cái lưng nguyên củ cà rốt thế này thì lại xử lý đâu? Con thỏ ăn củ cà rốt đâu rồi? Bơi hết vào đây nhá. Chục thằng ra đi bơi hết vào đây. Một mình chị cân hết. Đấy, mỗi đứa chị cắt cho một miếng. Đem cà rốt đi và nấu 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 canh nhá. Rồi mình có thể ăn sống luôn. Đấy, mỗi đứa một miếng. Nó to như thế này cơ mà. Mẹ ba chục con thỏ nhỏ tí tí. Mẹ mình cho là chặt cho mỗi đứa một khúc thì cơ mà mẹ ngồi gặm từ sáng đến tối luôn. Mà từ tối đến sáng luôn. Gắt, gắt quá trời gắt luôn. Đây là mình đang gọi là đấu thử cho các bạn xem nhé. Có lẽ mình sẽ làm clip gọi là về cái trang phục 4.0 này cho các bạn xem sau nhá. Đó, mình sẽ đi đánh hạng và làm clip cho các bạn xem. Xem phản ứng tem bên mình, với lại tem bên kia nó sẽ như thế nào nhá. Ui giời ơi. Gèo 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 gèo. Đợt này bỏ cái tay thỏ đi rồi các bạn ạ. Đấy thì các bạn có thể gọi là tùy tùy ý mình thích thì mình bỏ. Đấy, mình không thích thì thôi. Các bạn có thể gọi là bỏ màu tóc này, bỏ cái, có nghĩa là sử dụng mỗi cái tay thỏ thôi cũng được nữa. Đấy, các bạn có thể tùy tùy chọn nhá, tùy chọn. Gắt không? Gắt quá, nhưng tại sao lại không gắt nhỉ? Và như vậy thì là mình đã test cho các bạn xem về cái trang phục 4.0 rồi nhá. Trang phục là thuộc dạng là mới ra mắt, lần đầu tiên ra mắt. Đó. Đây là cái phiên bản lần đầu tiên có cái trang phục 4.0. Hy vọng sau này sẽ có nhiều cái trang phục của nhiều vị tướng khác nhau đẹp hơn để cho các bạn lựa chọn. Bây giờ thì mình sẽ múa lửa cho các bạn xem một vòng đi ha. Thôi mình sẽ ấy đây. Bây giờ mình sẽ ra trang bị cho các bạn xem về cái một số cái trang bị. Đó chính là cái Hercules Thịnh Nộ này. Rồi rồi một số món ví dụ như là rìu Leviathan nữa cơ. Ok. Như vậy là mình đã test xong trang cái trang phục gọi là 4.0 cho các bạn xem rồi nha. Vòng quay sứ mệnh á. Ui ôi nhiều điểm thế. Ok mình đi quay cho các bạn xem này. Tiêu peng 100 rúbì. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Cái gì đây? Rúbì. Quay tiếp. Cái này là khi mà các bạn đủ điểm ở sổ sứ mệnh rồi các bạn thì các bạn có thể gọi là cày điểm để mình có thể quay cái này nhá. Ui ôi thẻ đổi tên kìa. Ui cái này của mình quá trời thẻ đổi tên luôn. Khi mà các bạn đủ điểm ở sổ sứ mệnh rồi ấy. Có x2 vàng luôn. Đây có cái trang phục cuối kìa. Cái trang phục cuối mình thấy nó khá là đẹp kìa. Nhưng mà hiện tại thì mình không có. Chưa đủ điểm. Ok, mình sẽ vào cái trang bị cho các bạn xem nhé. Trang bị. Ôi, cái con tướng này. Ủa sao cái con tướng này sao trông cái mặt nó bựa vậy? Rồi ta. Ủa con tướng này. Đây này, con này này. Con này con gì nhỉ? Vera. Sao kỳ cục ấy? Vãi lều. Mẹ nhìn thì gớm. Ui, Vera nha các bạn. Phải Vera không? Hay là có tướng gì đây? Mình không biết luôn á. Chắc là Vera rồi. Đúng là Vera chắc chắn rồi. Chứ đâu có Vera nào trong này đâu. Ôi nhìn cái tướng nó bựa vãi. Thì những món trang bị được thay đổi. Thay đổi đó chính là món món Hercules Thịnh Nộ này. Rồi mình sẽ đây đây mình sẽ cho mọi người xem. Đó, Hercules Thịnh Nộ này. Ngày xưa nó có 150 cái giáp phép cơ nhưng mà bây giờ mất rồi. Bây giờ chỉ còn cộng 80 công vật lý và 225 giáp. Đó, nhưng mà đặc biệt nha. Đó, dưới 40% máu tăng 20% hút máu. Rồi ôi. Khi mà các bạn gọi là dưới 40% máu nó tạo cho các bạn một lớp giáp. Đó, nó tăng 20% hút máu trong cái giai đoạn gọi là khổng lồ như vậy. Ôi giời ơi. Hút máu nha. Nhìn lì nha. Các bạn gọi là tùy theo cái các bạn nha. Đó lúc đó đang hút máu đấy các bạn, vì khi mà được gọi là lớp giáp tạo một lớp lá chắn cộng 1.000 đó liên tục trong 8 giây, cộng 1.000 cộng 100 mỗi cấp trong vòng 8 giây, 60 giây thời gian hồi đó các bạn sẽ được hút máu nha, bắn hoặc là các bạn có thể chém, có thể gọi là bắn đó, lúc đó là ngon đấy. Cái này dành cho những vị tướng xạ thủ này cũng được này, sát thủ cũng được này, ngon này. Đó, và cái điều thứ hai là cái rìu Leviathan nhá. Cái rìu Leviathan ngày ngày xưa nó có cộng máu cơ nhưng mà bây giờ nó chỉ cộng mỗi giáp thôi nha các bạn. Cái rìu này. Đó, ngày xưa nó cộng quá trời máu luôn. Bây giờ nó cộng mỗi giáp thôi các bạn ạ. Và đặc biệt thì bây giờ cái hai món lệnh bài phong thần này rồi nhẫn phong thần đều bị giảm sức mạnh, giảm tốc độ chạy, hai món đều bị giảm tốc độ chạy luôn. Đó, ngày xưa thì nó chạy nhiều nhưng mà 5% nhưng mà bây giờ chỉ còn có 3% thôi.
Vì thế nên các bạn cân nhắc rồi nhá. Nói chung là support bây giờ bị giảm sức mạnh. Hai cái món này này, trang bị đó bị giảm sức mạnh. Ngày xưa là tốc độ chạy 3 giây, bây giờ còn có 2 giây à. Và cái điều đặc biệt thì áo choàng thần da bây giờ nó sẽ ấy nhá. Nó sẽ được cộng 1.000 máu, cộng 200 giáp, cộng 60 hồi máu, và nó sẽ bị giảm đi một tí, giảm về cái sức đốt của nó. Lúc trước thì nó cộng gọi là 330 giáp và cộng 80 công vật lý, nhưng bây giờ nó giống như là cái áo choàng lửa ở bên Liên Minh Huyền Thoại ấy. Chính xác luôn, bây giờ nó mới thực sự là áo choàng lửa này. Cộng 1.000 máu rồi các bạn ạ. Mình thấy đây là một cái món rất là tốt dành cho đấu sĩ, mà mình nghĩ rằng thì đấu sĩ nào cũng cần phải lên. Đấy, đấu sĩ thường áp sát mà. Hoặc là support với con support tay gần đấy các bạn. Support thì nói chung là cộng 1.000 máu cơ mà. Nói chung là đây là một món này mình mới thích này. Mình thích hơn ngày xưa này. Đó. Tiền thì nó còn rẻ hơn nữa cơ. Ok, như vậy là kết thúc clip đến đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Trang phục cứ đã xem rồi, trang bị thì cũng đã xem luôn rồi, những cái món thay đổi rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thấy sao?